Đang đến bánh tráng trộn Diva tại 402 đường An Dương Vương, phường 10, quận 6, Mà Cự, từ 12 giờ khuya đến 23 giờ tối mỗi ngày nha quý vị. Mong muốn mọi người hãy theo dõi bên trang fanpage Diva Cathy Shop, cũng như là Cathy Hoàng Kim, cũng như là cách bên TikTok Diva Cathy. Mong muốn mọi người giới thiệu nhiều kênh nữa. Dạ, kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng em sẽ dựng lại hiện trường vụ án ngày hôm qua. Mà tại sao tụi em phải dựng lại? Để cho quý vị biết là mấy bà BD vẫn có quyền bắt cướp được quý vị. Rồi bây giờ theo cái câu chuyện ngày hôm qua thì bây giờ là Simless kể coi như thế nào. Là Simless đang đi vòng vòng ngoài đường. Là lúc đó là có đầy đủ mọi người. Có đầy đủ mọi người luôn. Xong rồi á. Không, mới đầu vô là Cathy đang ngồi đó, Cathy thèm khô quá mới kêu Simless đi mua khô. Dạ. Thì cứ Simless đi tới cái chỗ mua khô thì hết khô mới chui vô cái chỗ sư cột cây. Thì lúc đó không có quỷ mì đi qua. Lúc đó Simless đang đứng ở bên cái quầy tính tiền nè, xong rồi cái Simless quay qua, thấy nó mở tủ nước ra lấy chai 247, để nó quay lại nó thấy em, nó bất ngờ. Không, mày bất ngờ chứ nó cũng bất ngờ. Hai đứa bất ngờ luôn. Giống như vậy nha, vừa xoay qua đi, xoay qua đi. Tình cờ gặp lại nhau. Chưa má ơi. Rồi sao kể đó kìa. Xong rồi cái Simless sợ. Ai điện thoại rồi? Simless sợ. Rồi nói đi con. Simless sợ cái Alo em nghe. Nói đi nói đi. Simless là Alo anh đây 402 á anh. Nói đi nói đi. Simless là ở 402 Dương Vương phường 10 quận 6 anh bánh tráng trộn Diva. À dạ đợi đem ra em lấy. Lấy đồ ăn, đồ ăn. Rồi. Lát lại với bà, lát kêu, bé bà ơi, thằng cướp vàng chị kìa. Cái nói, đâu, đi kiếm. Cái kia kéo lại kiếm chị Tiên nói sao. Cưng á. À cái đầu chị Tiên biết không? Em mới nói chị Tiên á là kia kìa thằng cướp vàng. Thằng áo cướp vàng của team Lát kìa. Rồi sao? Chị Tiên. Kia mới nói là, ủa nó đi đâu, nó ở đâu. Lấy cửa sau, mở cửa sau lên coi thì nó đi tới được cái đường hẻm. Cái nó mới quẹo ra trước, bọc cửa trước cho chị. Rồi bây giờ nè, bây giờ trở lại nè. Rồi bọc cửa trước. Rồi bây giờ nè, Quỳ My làm ăn cướp đi, Quỳ My chạy làm ăn cướp đi. Trời ơi, làm ăn cướp quýnh con chết chứ. Quỳ My làm giảm bầu chạy làm ăn cướp được, mấy đứa này dí theo. Rồi, nè nè, cái My nè, Chưa. Rồi, sao? Rồi, đi trước đi rồi kêu. Thì nó đi. Ê, hình như thằng ăn cướp nó có xách theo cái bọc đồ ăn nữa. Thôi, không bao giờ, bây giờ không có bọc đồ ăn, xách bọc rác đi. Đó. Đâu bọc đồ ăn đâu, thôi lấy bánh tráng đi. Để bộ mua bánh tráng đi. Ừ. Rồi đó. Thôi sao? Kêu bé ba. Bé ba. Chạy theo bé ba. Kêu ơi, cướp. Anh cướp. Ê, xí. Không quá anh thằng ăn cướp nè mà chạy điệu như má chứ. Anh cướp. Má vậy nè. Ủa má làm gì nè. Quang xí xí. Hôm qua mấy má. Ừ. Chút rồi một lát chị quay xong ăn. Vậy nè. Cái tóc lên xe ráp. Cái thằng ráp đâu chạy kịp đâu. Cái chạy tiếp. Chạy xíu cái mấy quá trời mấy anh ráp á. À lúc đó này hôm qua có ráp hỗ trợ nữa. Thì lúc đó các thi đang ngồi ở đây, các thi mới vậy nè. Vừa nghe Simless điện. Simless mới hỏi à. Mẹ ơi con thấy cái thằng ăn cắp vàng con người kìa. Tôi nói thì mày dí đi, sao mày không dí, dí nó đi. Rồi nó mới dí theo, thì lúc đó nó mới điện thoại cho các thi. Thì lúc đó là các thi mới kêu Bo Quỳ My đi lấy xe hỗ trợ Simless. Lúc đó Quỳ My làm sao? Quỳ My lúc đó ra mày lấy xe sao? Lúc đó đang ngồi nha, ngồi vậy nè, không chưa cầm vậy nè, chi phát ra lấy xe điệu chút xíu. Sao đi đi má, má làm cái gì vậy? Thì ai đi, mà chạy cái kiểu mà bd mà chế đồ cũ cái gì vậy nè, mà rất là đàn ông nha mọi người. Không, tới chỗ mới đàn ông. Tới chỗ đàn ông lắm mọi người. Rồi sao bây giờ mà leo lên xe? Leo xe nè, diễn tả cho các bạn nghe. Rồi đi chiếc xe này, chiếc xe yên xe nè. Chiếc xe đây nè. Chưa, cái yên xe. Lẹ làng đi má ơi, chậm đó chưa? Mọi người thấy không? Rồi diễn lại mà còn bị lâu. Lâu. Lẹ luôn. Xe nào ngồi kêu gì vậy má?
thì ngồi kiểu này đi. Ờ cũng được cũng được. Rồi Diễn là ngồi xe. Đó cái nếp mới đen ngồi của chị. Vậy hả? Ủa vậy. Này. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Rồi. Đến nơi. Bây giờ. Đàn ông tới chỗ đàn ông. Tới chỗ rồi. Giờ tôi làm cướp nè. Được rồi. Rồi rồi chịu biết rồi. Lúc đó nãy video bắt cướp lại được không? Lúc đó. Được được. Còn có hai mấy anh gáp hỗ trợ. Thì hàng cướp. Giữa tường đi. Giữa cây đi. Ừ. Chuỗi là bắt đầu đàn ông nè. Cũng có thể ông nhập nó. Đó hả? Có được rồi. Đâu đâu? Đây nè. Đâu? Đó. Sao? Đó. Em sao nó dạng của nó? Ừ, quýnh tao mày chết mẹ mày nghe. Giờ sao? Không Diễn thôi, không có đánh đâu nghe. Giờ đâu? Đâu này phải không? Đây đây cấp vàng phải không? Có cấp vàng mày phải không? Tọc gì đó. Diễn sao cấp vàng đó? Hả? Thì tao. Đau chết mẹ mày à. Mày làm cướp nha, mày làm cướp. Mày làm cướp vàng thấy không? Sao? Mày rung lên. Sao không lát nó cấp vàng không hả? Đâu rồi cái gọi công an đi. Gọi công an đi. Rớt dạ. Lúc đó rớt vàng. Rồi xong vậy nè. Là nó lúc đó má. Má vậy nè. Các thi diễn lại cho. Má thấy thằng ăn trộm đứng đây má làm gì nè. Thằng ăn trộm đứng vô tường thay gì á. Người ta lấy cái cọng dây người ta cột lại. Hay là người ta làm gì người ta xích thằng ăn trộm lại không. Mấy má để cho thằng ăn trộm đứng vậy nè. Giống như nó đứng nó cơn này nè. Ông gung ra má nó nhịp dò má ơi. Gung cái quần. Rồi xong xuống má này. Rồi tao nói không giữ lại đi Quỳ My. Không giữ lại đi coi chừng nó chạy. Quỳ My gì nè. Sao? Mày đi ra vô cái má. Bà không có cứng vậy đâu má. Nè. Tao nói cho mày nghe nha. Tao bao hết luôn cái Sài Gòn luôn á. Mày trốn đâu đi. Bà men có quần. Không, lúc đó là điệu. Tao nói với mày nghe nha. Mày cái tay điệu lắm. Cái tay gì nè. Cái tay quơ gì nè. Bắt ăn trộm rồi xong xuôi hỏi thằng đó nó ốm. Mấy má vô mấy má sợ á. Nó lấy con dao nó lụi mấy má. Mà thiệt sự. Rồi tới lúc đó các thi mới nhìn á. Thì các thi mới nói trời ơi. Nghĩ sao ăn cắp ăn trộm gì cơn. Trời ơi. Rồi xong xuôi xe qua xe lại. Mấy má bị đi đứng. Biết làm gì không? Đợi người nhà má này tự hóc môn chạy qua bến xe miền Tây. Lúc đó đợi thằng ăn cướp nó cũng mệt nữa. Nó nói bắt mẹ đi đúng không? Rồi đã đợi rồi xong xuôi đợi rồi cuối cùng là đưa lên công an mà vậy nè mọi người. Hai cái tướng đưa công an ngon lắm. Thằng mập với má này ế cái thằng ăn cướp chánh giữa y chang bánh mì kẹp thịt vậy đó. Ép lại y chang bánh mì kẹp thịt vậy đó. Mà tướng má này bự, tướng má kia cũng bự khủng lồ vậy nè. Leo lên chiếc xe Elizabeth. Biết người ta nói sao không? Tội nghiệp chiếc xe quá. Người ta nói tội nghiệp chiếc xe quá. Mà hai má tướng như bự như con trâu. Mà ép. Tôi nói nè. Thôi bây giờ ép đó là không có thằng nào mà chạy được hết trơn. Thằng đó giống như bánh mì vậy đó quý vị. Mà giống ống nhôm vậy đó. Rồi cuối cùng lên. Bây giờ nè bà leo lên xe. Bây giờ diễn tả leo lên xe đi. Rồi thằng ăn cướp là thằng ăn cướp là Simlet gì diễn được. Cướp đi xe lát mày lại cướp đi. Bà lên. Không. Cướp đi. Nè cái xe nè, cái xe rộng. Tôi ngồi sao? Không, bây giờ tôi không. Tôi là thằng Nam nè, tôi là thằng Nam nè. Đỡ tôi Nam nè, tôi ngồi tôi. Thằng Nam bự cái vậy nè. Cướp đâu? Thằng cướp qua không có vú. Tháo vú ra. Ăn không? Đây, ăn không? Thằng ăn cướp qua không có áo vú. Vú ra. Làm diễn gì mà diễn không lợi, không có chuyên nghiệp gì hết trơn á. Cởi áo lục vú ra. À, một áo vú. Rồi nó mặc hai cái của gì ơi. Nó mặc hai cái của gì ơi. Đó, thằng ngồi ăn cướp qua nó đâu phải bị đê đâu, con trai mà. Đâu đi. Rồi con. Rồi. Rồi. Xong rồi. À. Đó. Rồi, được rồi. Nè, ra đây nè. Rồi bao nhé. Đó, mập cái ép mà không ăn cướp mày diễn mà quay mặt qua đây ăn cướp ừ có cướp mệt vậy đó không lúc đó nó gung không có nổi mấy má ép nó mệt quá gung nữa không có rung nữa trên dưới rung hết đi vô rồi đi kiếm công an phường rồi biết cái gì không bị lạc đường quẹo vô nhà dân. Không có thằng nào mà đi kiếm công an phường mà đi vô bị lạc đường quẹo vô nhà dân hết quý vị. Ê
Hình như không phải. Đúng rồi, không phải. Không phải, không phải. Rồi, tới rồi. Tới công an phường rồi. Rồi. Chuyển tả này nó hơi. Rồi, vô xuống. Rồi, cuối cùng. Sao nữa, cuối cùng sao nữa? Công an đâu, ai công an? Ai công an vô hỏi vậy luôn hả? Đừng có công an nữa. À. Đừng công an đi. Thôi. Nguyễn Mai. Dạ đồng chí. Dạ đồng chí. Nguyễn Mai. Đập cửa. Ê, bà nội, bà nội. Bà cho bà vô đồn công an bà đập gì vậy? Ừ, đập vậy đó. Vậy không? Thiệt không? Không ai cho đập vậy đó. Ừ. Nhân hồ chứ. Nghe công an nghe. Rồi, rồi, chuyện gì đây? Ừ, chào đồng chí. À, tôi mới bắt được này. Ủa rồi sao? Nó đang cắt dạng của người ta. Không, nó nghe là xí. Không, không. Không có thằng đàn ông nào vô mà chào đồng chí mà đeo cái bộ nhẫn xi men vậy. Không đeo vàng mà đeo như vậy. Đeo nhẫn mà những nữ hoàng không à. Chào đồng chí nè, đồng chí đuổi dây mỏng không à. Sao? Bắt vô đi, bắt vô. Mở cửa ra, mở cửa ra. Vô ngồi mày, xuống mày. Sao? Rồi. Má. Vô quýnh má, mày vô quýnh má. Quýnh tự quýnh. Tự vô đâu, lúc đó bị quýnh hả? Lúc đó bị quýnh. Vô dẫn rồi bị quýnh liền. Ở cùng đi, ở cùng đi. Rồi cuối cùng là chuyện gì? Tại sao mày lấy của nó bao nhiêu tiền? Em cắp vàng. Em cắp nó 60 triệu. À vậy rồi tới khúc đó là được rồi. Quýnh nó cái. Quýnh hả? Rồi thôi ơi. Cái khúc mà làm mà công an chị làm cho. Ờ. Rồi sao vẫn vô. Mặt nó kênh kênh, mày mặt mình kênh lên. Mày mặt kênh nhanh chảnh chảnh lên. Mày mày ở đâu mày? Mày ở đâu? Trả lời đàng hoàng mày. Dạ, trả lời mày. Trả lời, trả lời. Sao? Ê khoan khoan. Xí xí. Xí khoan xí. Ủa quýnh con cái hả? Quýnh dữ quá, quýnh con cái. Có một cái đó. Sao mày tụi mày không nói sớm rồi. Rồi rồi thôi. Hình như là hôm qua thì nhớ mày mại là công an có lấy guốc nữa. Rồi sao? Dạ, em ở quận 6 em. Quận 6, 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 quận 6. Tu lại. Rồi, cái gì? Chưa bắt luôn. Chưa bắt hả? Lên đồn khác. Lên đồn khác nữa. Tập 2. Rồi, bây giờ qua tập 2. Rồi sao? Bây giờ không giải quyết ở đây. Bây giờ phải chuyển về Hóc Môn giải quyết. Về tới nhà bà nội, về tới nhà bà nội. Không. Về tới nhà bà nội bị quýnh. Seamless rất có đạo đức quý vị. Cho thằng ăn trộm đi xe gáp xe hơi. Xe hơi mới chịu. Đi xe hơi. Trả tiền luôn. Trả tiền cho thằng ăn trộm. Rồi thằng trộm nó đâu có tiền đâu má, nó xài hết rồi. Thì Seamless trả. Seamless trả. Trả tiền luôn là bao nhiêu tiền? Tổng cộng lên về là hết gần 500.000. 500.000 rồi, xong bây giờ đứng lên. Diễn lên. Lên xe hơi, lên xe hơi. Rồi bây giờ diễn tới cái cảnh mà Seamless vô gặp bà nội nha. Rồi dẫn thằng ăn trộm đó, có hai đứa nữa, bỏ. Không, bà giữ như bà già rồi. Ừ. Rồi đây là tao đấu bà ra bà nội chưa? Thôi không được. Này, tao nói mày nghe nha, mày mà vừa bước xuống xe ha. Tao không nói mày bị quýnh tao làm. Nội nó già rồi. Không đi, thằng ăn trộm. Xin lét ăn trộm đi, bỏ vô, bỏ lại xin lét đi. Đó, bà nội nó già lắm. Tao làm bà nội chưa? Rồi vừa bước xuống. Bây giờ chết mẹ ơi, chứ đến làm ăn trộm bị quýnh nữa. Không. Quýnh là bà nội mà. Cung lên. Bà này bà già rồi phải không? Rồi xem lét vô đi, xem lét nói gì, xem lét về nói gì. Nói bình tĩnh. Cái gì cũng có cái gì quyết bình tĩnh. Rồi sao nữa? Quýnh con điện thoại cả. À. Má cả. Má người cả. Ôi trời, ôi má. Chán má rồi, thôi dừng lại đi. Vậy là cuối cùng đã tìm được lý do rồi quý vị. Thằng ăn trộm nó cũng đã chịu lãnh án. Cảm ơn quý vị đã xem qua bộ phim Bắt Ăn Trộm. Hơi đau nữa. Và cảm ơn quý vị đó. Cái đó là từ bây giờ các thầy chia sẻ. Là nói thiệt quý vị, khi mà tiền mất rồi có già cỡ nào cũng sung được hết quý vị. Đúng không? Qua bà Hoàng bà nội con quýnh mấy cái. Bà định lấy cái cây dù vuông ra bà quýnh á. Vậy hả? Ở chết mẹ. Nói rằng gì đó.
Không, nhưng mà ba định thôi à. Bị sắp quýnh rồi. Đã quýnh rồi. Bị quýnh rồi. Quýnh luôn hả? Quýnh luôn, lấy cây đi, lấy trời, cây ngu đi. Ghê. Thôi, nghe nè, mình quýnh nó hoài kỳ quá, tội nghiệp đó. Rồi, thôi để mình lấy mượn cái bàn làm cây. Không, bà ngoại ra để nhìn cô cháu rồi. Đi ra bà, đi xa xa ra. Đi xa ra bà ngoại mới đi bộ ra được. Đâu, thằng ăn trộm đâu. Thằng ăn trộm, ôi trời ơi mệt. Bà đâu quýnh xong bà nói Nam Mô A Di Đà Phật, mọi chuyện bỏ qua hết cho nó. Rồi, bắt nó đi tù cho con. Trời ơi, nó ăn chay 1 tháng. Rồi xong xuôi đi tù rồi má. Cảnh vô tù nữa. Mày vô luôn hả trời? Rồi tao đi tù trời ơi. Nó cái chiếu qua cái ảnh vô tù luôn mà đợi. Anh à, tao đâu có đi vô trọng đó, tao biết đi tù sao. Vô là công an. Mày diễn vô tù luôn. Thôi trời ơi, mày diễn muốn bị trong đó được. Mày bị vô rồi. Mày bị vô rồi hả? Dựng ra màn lại con. Rồi kính thưa quý vị, đó là những cái cuộc hành trình mà chúng em chiếu lại qua cái sự bắt cướp của các thi Simlet, Huệ My và Minh Cảnh, cũng như là người đẹp Minh Cảnh, con bé này nè. Minh Cảnh nào, ra đây Minh Cảnh. Hello mọi người. Ở tên em là máy bay anh tên gì? Hello mọi người, em tên là Lâm Mỹ Tiên nha mọi người. Không, tên đàn ông mày tên gì? Nó đàng hoàng. Em tên là Minh Cảnh. Lâm. À, sẵn tiện đây á, bà nội với mẹ em là hay là muốn cảm ơn tất cả mọi người ở đây đã hỗ trợ em bắt cướp. Thôi bây giờ cái mẹ, cái bà nội con lên đây quay phim lại lần nữa cho mẹ đi. Thôi nè, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó là cái sự mà sơ hở thôi, nhưng mà quý vị cũng lưu ý, đây là chỉ là quay lại vui cho quý vị thôi, nhưng mà thực tế nó có thiệt là như vậy với quý vị. Là làm lốn tí xíu thôi, chứ thực sự quý vị đúng hơi đau nè. Đau không? Đau. Nội nội đánh nữa đâu. Dạ kính thưa quý vị, mong muốn quý vị hãy nhấn like và ủng hộ giùm cho Bánh Tráng Trộn Diva tại 4 La 2 đường An Dương Vương, phường 10, quận 6. Cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều.